Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ, là ngày 12 tháng 12 ở Việt Nam. Đây các bạn đã bước qua là ngày thứ ba rồi. Và tuần này là một tuần cực kỳ lớn luôn các bạn. <laughs> tuần này có rất nhiều thông tin và chúng ta bắt đầu ngày thứ hai đã có cực kỳ nhiều thông tin rồi. À, trước khi chúng ta nói tới tình hình chung cũng như những cái thông tin liên quan kinh tế vĩ mô đó, thì uh, chúng ta cũng có cái thông tin vừa nhận được mới đây là Sam Bankman Free đã bị bắt ở Bahamas và chờ ngày giải về Mỹ. Những thông tin này đó thường sẽ để ở cái phần thứ hai của video. Tại vì tôi muốn dành thời gian các phần đầu video để mà nói về tình hình của sàn Binance. Tại vì đây là cái thông tin mà nhiều bạn hỏi thuần nhất về bây giờ có rất nhiều những cái thông tin làm cho nhiều bạn rất là lo lắng về sàn Binance. Tôi sẽ chia sẻ những gì tôi biết. Ở bên trong sàn Binance nào thì nghĩ là chỉ có CZ và một số nhóm người nhỏ biết mà thôi, thôi đương như là không ai nào biết được. Thôi chỉ có thể chia sẻ những gì mà Thùng biết và phân tích các bạn hiểu được những thông tin trên thị trường bây giờ đó có đáng lo ngại không, những thông tin đó có đúng sự thật hay là không. Thì hiểu đơn giản đó, Thùng sẽ chia sẻ với các bạn là những thông tin hiện bây giờ. Thì nếu nói là phần lớn thông tin hiện bây giờ trên thị trường là thông tin giả thì không đúng đâu các bạn. Nhưng mà những cái thông tin hiện bây giờ trên thị trường mà nếu như các bạn nói là đủ để chứng minh được là sàn Binance có lỗ hỏng tài chính hay là không có lô hỏng tài chính thì cái đó cũng không nói lên được luôn nói chung thì những cái tài liệu bây giờ đó chỉ là tài liệu mà thôi mọi người dùng cái tài liệu đó một bên thì dùng tài liệu đó để mà nói là sàn binance là không có vấn đề gì một bên thì dùng tài liệu đó để tấn công sàn binance tài liệu bây giờ chỉ là tài liệu mà thôi đối với tài liệu nó không có đủ chứ không phải là tài liệu tốt hay là tài liệu xấu thường chia sẻ cặn kẽ với các bạn trong cái video này nhìn chung thị trường đó các bạn thấy được là chúng ta không có cái nhiều cái sự thay đổi chúng ta thấy được là btc thì tăng 1% so với lời giờ này ngày hôm qua Những cái đồng Allcoin thì phần lớn nó cũng cỡ đó mà thôi các bạn Chúng ta có BNB thì xuống khoảng chừng là 3.2% Còn lại cũng không có gì có để đáng nói đâu Nói chung thì thị trường cũng khá là im lặng Sau cái cuối tuần các bạn Tại vì chúng ta đang chờ đợi những thông tin lớn bắt đầu từ ngày mai Bây giờ Thuận sẽ chia sẻ các thông tin liên quan tới Binance Còn về Binance lớn cái nào thì nghĩ là nhiều bạn bây giờ cũng đã biết rồi Chúng ta thấy được đây là thống kê đến từ CryptoCoin Kỹ không có liệt kê hết tất cả các sàn như bạn hỏi thường là không thấy Gemini, không thấy sàn Coinbase Thì thường không biết tại sao mà những cái tài liệu không có được đưa vào trong Crypto Kwan. Nhưng mà đối với những sàn lớn đó, như các bạn nhìn thấy trên màn hình Chúng ta nhìn vào những sàn như là Binance, OKX, Bitfinex, Huobi, KuCoin, Crypto.com, Bybit, Debit thì cái số lượng tiền dự trữ trên sàn Binance chiếm tỷ lệ lên tới 78.23% các bạn thì chúng ta có thể được là cái tầm ảnh hưởng của Binance lớn như thế nào rồi cho nên những thông tin gần đây các bạn nhận được đó là những thông tin đó khiến cho nhiều người có cái sự lo lắng cùng dễ hiểu mà thôi tại vì đây là sàn quá lớn Trước hết, Thuận muốn chia sẻ với các bạn là gần đây đó, cho dù các bạn tin những thông tin này là thật hay là giả thì chúng ta cũng đều thấy được có một cái hiện tượng đó chính là một thời gian thì mọi thông tin hầu như là chỉ vào hướng một sàn nào đó rồi sau đó chúng ta thường rất nhiều những tin xấu liên quan đến sàn đó xuất hiện hay là ít cho những cái thông tin mà gây cái sự nghi ngờ để cho chúng ta có sự lo lắng về một sàn nào đó rồi sau đó chúng ta thấy được là lại chuyển qua một sàn khác như là các bạn đã nhớ là cách đây không lâu đó thì có rất là nhiều những cái cuộc tấn công từ báo chí từ những cái bài viết ở trên Twitter liên quan tới sàn KuCoin nói là sàn KuCoin có vấn đề rồi sau đó hầu như là không ai nói tới KuCoin nữa và coupon bây giờ đó thì vẫn hoạt động rồi sau đã chuyển qua là sàn crypto.com các bạn thấy được chúng ta vẫn tiếp tục nói tới những cái thông tin uh, liên quan sàn crypto.com mà nhiều thông tin uh, khi các bạn đọc nó cũng không có nói lên được gì nhưng mà hầu như là có một cái chiến lược tấn công uh, về báo chí liên quan tới sàn crypto.com và thuận cảm nhận được là gần đây đó cái sự tấn công đó cũng đến sàn binance các bạn và thường không nói là những thông tin được chia sẻ đều là thông tin giả thường chỉ nói là những cái thông tin mà họ chia sẻ đó thì cái người viết bài thường họ sẽ đưa ra những cái nhận định mà dựa theo những tài liệu mà không đầy đủ các bạn và đương nhiên bây giờ đó tâm lý của mọi người rất là lung lay sau khi chúng ta có những cái sự kiện như là sàn FTX gần đây các bạn đã thấy rồi sàn FTX là cái sàn mà nhiều người cũng có lòng tin rồi sau đó sàn FTX cũng đã sụp đổ mà nhiều người không ngờ đến khiến cho bây giờ ai cũng nghi ngờ tất cả các sàn khác hiện bây giờ là còn sàn nào giống sàn FTX nữa hay là không có sàn nào dùng tiền khách hàng để mà đi mua all coin rồi thua lỗ hay là có sàn nào dùng tiền khách hàng để mà trade hay là dùng tiền khách hàng cho một cái vấn đề gì khác rồi sau đó họ đã bị mất cái số tiền đó và không lắp lại được cho nên nếu như mà tất cả mọi người đến cái sàn đó lấy tiền thì sẽ không lấy hết tiền của mình về được đó là cái mối lo lắng bây giờ hiện tượng bank run như bạn cũng đã biết rồi Nhận định cá nhân của Thuận như thế này Bây giờ ra tâm lý đang bị lung lay Nhất là lòng tin liên quan đến những sàn giao dịch Thì chúng ta cũng đã biết là sau cái sự kiện của sàn FTX Thì giá của BDC đã đẩy xuống thêm Tới mức là Thuận nhớ là khoảng 15.300 đô Rồi sau đó chúng ta thấy được là giá đã đi trở lên ở Mức là bây giờ 17.000 đô Trong thời gian qua sau khi mà có sự kiện sàn FTX Đã không có dấu hiệu đi xuống thêm nữa Thì có thể nghĩ là những bạn nào mà quản loạn bán Đã bán rồi sự kiện của sàn FTX và thật ra giá xuống không phải là tại vì sàn FTX bị phá sản rồi họ bán crypto của mình họ thật sự đã bán trước đó rồi khi mà có thông tin liên quan tới lộn tài chính của sàn FTX thì lúc đó là mọi người là quản loạn và bán cho nên cái giá đi xuống đó là đến từ những nhà đầu tư họ lo sợ sau khi đã có tin tức sàn FTX rồi họ mới bán cho nên nếu như chúng ta nhìn một cách chung chung hiện bây giờ trên thị trường đó thì nếu như mà chúng ta nói là giá sẽ xuống thêm nữa thì chúng ta cần phải có thêm một tin tức gì nữa cho đến bây giờ, sau khi mà sàn FTX sụp đổ thì kéo theo công ty BlockFi Nhưng mà theo tôi nghĩ là BlockFi là công ty mà nhiều người cũng đã nghĩ là có vấn đề trước đó rồi Cho nên cũng không phải là một cái gì đó quá bất ngờ đã bị thị trường Cho nên khi mà BlockFi khai bao bị phá sản thì cũng không ảnh hưởng đến giá cả Thì nếu như mà chúng ta nói tới là có cái sàn nào hay là dịch vụ nào lớn Mà ảnh hưởng đến cả thì crypto sau FTX thì bây giờ vẫn chưa đâu các bạn Tôi chúng ta cũng đã có nhiều cái sự nghi ngờ liên quan tới sàn này sàn kia Hay là chúng ta cũng đã thấy cái sự nghi ngờ liên quan tới công ty mẹ là DCG về cái sự kiện liên quan tới công ty Genesis có thể là bị phá sản thì chúng ta vẫn chưa có nghe thêm thông tức gì về cái sự kiện đó thì nói chung những người mà đang lưu trữ Bitcoin bây giờ hay là crypto nói chung đó, là những người mà có thể có lòng tin vững chắc hơn và nếu như mà chúng ta không có thêm sự kiện nào lớn đó thì tôi nghĩ là khó để có thể gây sự hoảng loạn dẫn đến là người ta bán đẩy giá xuống thêm nữa cho nên có thể đây là một những lý do tại sao các bạn thấy là gần đây đó có rất nhiều những cái chiến lược tấn công sử dụng những cái chiến lược như là Fed tới các bạn chúng ta gọi là FUD nhưng mà FUD đó không phải là tinh giả đâu nhiều bạn sử dụng cái từ FUD như là tên giả nhưng mà không phải FUD có nghĩa là viết tắt của ba chữ Fear, Uncertainty and Doubt có nghĩa là sự lo lắng, sự không chắc chắn và sự nghi ngờ. Đó là cái chữ viết tắt của ba chữ này cho nên khi chúng ta nói tới tin phết đó, không phải là tin giả các bạn tin phết là tin gây cái sự lo lắng không chắc chắn và nghi ngờ trước khi mà thuận chia sẻ những chi tiết liên quan tới sàn binance đó, thì nếu như mà các bạn thật sự có cái sự lo lắng không chỉ riêng sàn binance mà bất cứ lo lắng về sàn nào đó thì có thể là các bạn đã lưu trữ cái số lượng nhiều hơn là các bạn muốn trên những sàn giao dịch như là thuận đã chia sẻ với các bạn từ mấy tháng qua đó sàn giao dịch chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi chúng ta không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn giao dịch đó không phải là nơi các bạn lưu trữ tiền nhiều các bạn có thể tìm hiểu những cách mà các bạn tự lưu trữ crypto không biết là nhiều bạn cảm thấy là phiền phức nhưng mà thật ra cái sự phiền phức đó nó sẽ rất là đáng giá các bạn khi mà các bạn tự giữ khóa cá nhân thì các bạn sẽ có nhiều cái control hơn các bạn có thể quản lý tiền của mình một cách tốt hơn và các bạn có thể sử dụng ví nóng ví nóng tuy là sẽ không an toàn mà ví lạnh nhưng mà nó cũng đỡ hơn là các bạn giao tiền của mình cho một đơn vị thứ ba như là một sàn giao dịch hay là một dịch vụ nào đó hay là các bạn nếu như mà muốn tìm hiểu thêm nữa đó lưu trữ dài thì các bạn có thể tìm hiểu vi lạnh đó là những cách mà để lưu trữ lâu dài cho nên những ngày nào mà có sự lo lắng thì các bạn cũng nên suy nghĩ đến là có phải mình đã để quá nhiều tiền trên sàn hay là không và nếu như vậy thì các bạn cũng nên tìm cách để có thể là làm cho mình an tâm hơn bằng cách là tự giữ khóa cá nhân của mình bây giờ chúng ta sẽ nói tới binance thì câu chuyện này đó bắt đầu từ công ty mazois đây là công ty kiểm toán các bạn thì công ty này đó đã được mời bởi sàn binance và sau đó khi mà họ kiểm tra này thì bây giờ họ chỉ mới đưa ra thông tin liên quan tới bitcoin mà thôi họ chưa có đưa ra thông tin liên quan tới những cái token khác nhưng mà dựa theo cái tài liệu liên quan tới bitcoin đó thì công ty mà này nói là sau khi kiểm tra thì cái số lượng bitcoin mà binance đang lưu trữ cho khách hàng đó thì cái số lượng họ dự trữ là một trăm một phần trăm của số lượng đó hiểu đơn giản là cái số lượng btc mà tất cả người gửi vào đó thì vẫn là một trên một và thậm chí binance còn có thêm một phần nữa có nghĩa là họ có dư ra một phần trăm có thể là tài sản riêng của sàn nhưng mà đây là cái tài tài liệu được chia sẻ bởi công ty do thì khi các bạn nhìn vào thông tin này đó thì lần đầu nhìn vào mọi người sẽ cảm thấy là an tâm hơn ít ra đối với là BTC đó thì Binance thực sự là có một trên một và họ còn có cái số lượng BTC riêng của họ để mà đảm bảo nữa thì nó tới một trăm năm một phần trăm lận và công ty do cũng đã đưa ra một cái danh sách những cái tài liệu mà họ đã dùng một cái Merkle Tree để cho mọi người có thể biết được là họ đã thực sự xem tài liệu của sàn Binance Họ cũng chia sẻ thêm một cái bản báo cáo dài 5 trang và Thùng sẽ chia sẻ thêm về bản báo cáo này. Tại vì đây cũng là một trong những cái tài liệu mà khi mà đọc đó nhiều người có nhiều câu hỏi và nhiều cái sự nghi ngờ về cái tài liệu được chia sẻ bên Mazda này. Có thực sự chứng minh là sàn Binance có 101% BTC hay là không như là họ nói. Chúng ta sẽ nói thêm về cái tài liệu này một lát nữa Nhưng mà đây là những cái được chia sẻ bởi công ty Mazars Thì sau đó các bạn thấy được là cũng khoảng chừng là vài ngày sau chúng ta lại bắt đầu nghe Những cái thông tin liên quan tới nhiều người đó không tin tưởng tài liệu này đến từ Mazars Không phải là họ không tin tưởng Mazars mà họ nói là cái cách mà kiểm tra đó mà sàn Binance yêu cầu Thì cũng không chứng minh được là sàn Binance có cái số lượng tiền cần thiết Để mà đảm bảo cái số lượng Bitcoin trên sàn là họ có một trên một để mà trả cho khách hàng thì hiện bây giờ đó có bốn nghi vấn liên quan tới cái sự kiện kiểm toán này của công ty Mazars Tôi sẽ chia sẻ từng cái một với các bạn Chúng ta cũng sẽ đi vào chi tiết của những cái nghi vấn này Thứ nhất là tại sao chúng ta lại thấy là sàn Binance chọn công ty Mazars này Mà không chọn những công ty lớn hơn như là KPMG hay là EY, Deloitte vân vân Đó là điều đầu tiên Điều thứ nhì được nói tới đó là cái bản thống kê đến từ Mazars Như là thông dư chia sẻ với các bạn là tổng cộng có 5 trang Thì trong cái bài chia sẻ này của mà họ cũng không có đưa ra những chi tiết liên quan đến là những cái kết cấu bảo vệ tài sản hay là quản rủi ro trên sàn Binance giống như là khi một ai đó mượn cái margin loan đó thì sau khi mà mượn rồi thì sàn Binance kết cấu thanh lý như thế nào để mà đảm bảo tài sản trên sàn đó là điều thứ hai. Điều thứ ba đó là điều được chia sẻ bởi Wall Street Journal. Thì tòa báo Wall Street Journal nói là bây giờ đó sau khi mà đã có kiểm toán từ Mazda chúng ta vẫn không rõ là công ty Binance kết cấu như thế nào. Nhất là chúng ta không rõ là công ty mẹ của sàn Binance là công ty nào. Thì khi mà hỏi sàn Binance thì họ nói là công ty của họ đang trong cái thời gian là tái kết cấu và điều này đã xảy ra 2 năm rồi. Thì nhiều người cho là tại sao 2 năm rồi thì vẫn chưa tái kết cấu xong. Đó là điều thứ ba và điều thứ tư mà được nói đến đó chính là sàn Binance có thật sự là có tiền để mà đảm bảo 100% tài sản hay là không. Chúng ta nói riêng về BTC thì bây giờ chúng ta có hai con số được chia sẻ khắp nơi. Thứ nhất là con số 97% này thì tại sao mà một số người nói là sàn Binance chỉ có đủ cái số lượng BTC để mà đảm bảo 97% của tất cả Bitcoin mà thôi, nhưng mà một số những tài liệu khác thì nói là sàn Binance có tới 101% để mà đảm bảo cái số lượng Bitcoin thì tại sao lại có hai con số này? Đây là bốn điều mình thường sẽ đi vào chi tiết với các bạn. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got